có ai ở nhà không? Trời, cái bình đẹp quá sư phụ, hay mình chôm về bán cũng được mấy xị nhậu á sư phụ. Camera cái thằng khùng ơi. Ờ hé, mém xíu đó là còng số 8 xiết tay anh. Thôi đi vô sư phụ ơi, đứng gần vậy người ta tưởng mình ăn chậm á. Uống đi, trà nấm bẹ châu Phi á, ngon lắm. Thấy trời hành đạo rồi, tới cái gì mẹ tao quên rồi. Trời ơi, điếc cũng nghe gè gè chứ sư phụ. Ok sư phụ, vậy xài filter này ha. Trời đất thánh đằng ơi, cái này là bí kíp võ công của anh Bảnh mà. Rồi xong đem chôn luôn. Nhào vũ mày. Thằng này láo bay. Rồi xong, hưởng thọ 56 tuổi.